nhằm nắm chắc thông tin từ cơ sở trực tiếp giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của người dân, tạo sự đồng thuận, chia sẻ và củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền giai đoạn 2021-2023. Huyện Ngọc Hồi tổ chức gần 20 đợt đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Các cuộc đối thoại được tổ chức trên tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, là diễn đàn để cán bộ đảng viên cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân bày tỏ tâm tư nguyện vọng phản ánh kiến nghị đề xuất với người đứng đầu cấp ủy chính quyền nhiều cách làm hay hiệu quả thông qua đối thoại giúp cho người đứng đầu cấp ủy chính quyền nắm chắc thông tin trực tiếp giải quyết có hiệu quả những vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở đồng thời giải thích để người dân hiểu rõ chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước tạo sự đồng thuận chia sẻ của nhân dân nhất là trong quá trình triển khai các chương trình dự án từ đó niềm tin của nhân dân với đảng được nâng lên người dân hiểu rõ và chấp hành tốt hơn các chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước yên tâm lao động sản xuất tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước đồng thời phát huy sức mạnh nội lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác xây dựng đảng chính quyền trong sạch vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra